Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một sản phẩm bất động sản nữa nha. Và sản phẩm bất động sản lần này xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có diện tích là 1.564 m² nha tất cả anh chị. Lô đất này cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP và cực kỳ khủng luôn nha. Diện tích là 1.564 m², 100% đất thổ nha. Ngang là 34.8 m nha tất cả anh chị, chạy thẳng dài vô là một cạnh 44.7 m, một cạnh là 45 m, 45.1 m nha. Đất rất là đẹp nha tất cả anh chị, 100% thổ luôn nha. Mặt tiền gần 35 m nha, 34.8 m nha tất cả anh chị. Thì trên đất á, thì có hai cái nhà nhỏ nhỏ, nói chung là giống như hai cái chòi nha. Điện nước là đầy đủ nha tất cả anh chị. Cách chợ, ủy ban, trường học thì tầm khoảng 2.5 km thôi nha. Vị trí cực kỳ hot luôn. Mặt tiền là gần 35 m, thích hợp cho các anh chị nào để xây cất nhà vườn, hoặc là làm cái kho nhỏ nhỏ, hoặc là các anh chị có thể phân lô nha. Cái hàng này là phân lô bao VIP luôn nha tất cả chị. Đường là xe hơi, xe du lịch 16 chỗ nha, xe tải 8 tấn nha tất cả chị. Điện nước là đầy đủ. Ngoài ra phía trước lô đất có một cái con kênh này rộng chạng khoảng 10 m nha, 10-11 m. Dân cư xung quanh thì cực kỳ đông đúc luôn. Hàng này là hàng cực VIP nha các anh chị, thích hợp để xây nhà vườn, làm hoặc là các anh chị nào làm cái kho, hay là để các anh chị phân lô. Hàng này là cực VIP, cực chuẩn luôn nha. Mặt tiền lên đến gần 35 m, là 34.8 m, chạy thẳng dài vô 44.7 m và rất là vuông vức nha. Thì cách quốc lộ 62 nè, ủy ban nè, trường học, chợ thì chỉ có 2.5 km thôi. Điện nước là đầy đủ nha. Cách trung tâm Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tầm khoảng 8 km nha. Cách cao tốc thành phố Tân An tầm khoảng 15 km nha. Còn mà các chị đi tới bưu điện trung tâm thành phố Tân An thì là khoảng 24 km lận. Còn nếu cách cao tốc đó, thì từ ngay chỗ bưu điện trung tâm về tới cao tốc thành phố Tân An khoảng 4 cây lận nha các anh chị. Cho nên cách cao tốc tầm khoảng 15 km thôi nha. Các anh chị khu vực Sài Gòn về xem và sở hữu lô đất này thì từ Sài Gòn các anh chị về tới đất chạng chạng cỡ 47 km nha các anh chị. Em lấy móc giáp ranh là Nguyễn Nhân Linh nha. Từ Nguyễn Nhân Linh các anh chị về chỉ có 47 km thôi. Mình đi, nếu các anh chị đi cao tốc là rất là nhanh luôn, tầm khoảng dưới 1 giờ đồng hồ nha các anh chị. Một sản phẩm cực kỳ VIP, cực kỳ hiếm hoi luôn nha. Thổ 100% thổ, 1.564 m². Một tí nữa em sẽ quét lên công ảnh cho các anh chị, các nhà đầu tư xem rõ cái hình dạng lô đất như thế nào nha. Và cũng như cho các anh chị xem sổ luôn. Một sản phẩm rất là VIP luôn, 100% thổ, 1.564 m². Trên màn hình các anh chị, đây là cái hình dạng lô đất. Trên lô đất thì có hai căn nhà nha. Nói chung thì căn nhà hai căn này thì không có giá trị gì nhiều. Phía sau thì có một cái ao cá. Thì ngang là 34.8 m nha. Em quét hơi dương tí nha. Chạy thẳng về vô là em đo cái này là đo trên máy, cho nên nó chỉ là mang tính chất tham khảo thôi, để em cho các anh chị xem sổ sau. Thì chạy dài vô khoảng 51 m là do tính luôn là từ ngay chỗ mí lộ nha. Còn mà trừ lộ giới thì còn khoảng
44m7 và 45m1 thôi nha. Và trên màn hình tất anh chị, đây là hướng đông, hướng của lô đất nha. Có nghĩa là cái hướng lộ đan đó là quay về hướng mặt trời mọc nha. Các anh chị nào, các nhà đầu tư nào đang tìm kiếm một cái sản phẩm bất động sản để làm vườn nè, hoặc là làm kho xưởng, hoặc xây nhà, hoặc là phân lô mà tìm về hướng đông nữa, thì đây là một cái sản phẩm dành cho các anh chị luôn nha. Rồi trên màn hình tất anh chị, đây là cái sổ lô đất nha. Thuộc ấp 5, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Diện tích là 1.564m2. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng là lâu dài. Thì đất ở tại nông thôn hay là đất thổ hay là đất ONT là cũng là nó hết nha. Đó là ký hiệu ONT nha tất anh chị. Trên màn hình tất anh chị, đây là cái sổ, cái bản vẽ lô đất nha. Lộ kinh 21 nha. Mặt tiền là ngang 34m8 nè. Chạy thẳng dây vô, một cạnh là 44m7, một cạnh là 45m1 và hậu cũng là 34m8 nha. Thì các anh chị nào để phân lô là ok luôn á, thổ 100% mà. Hàng này là hàng cực VIP rồi. Rồi em sẽ không để cho tất anh chị các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này nha tất anh chị. Lô đất này tổng diện tích là 1.564m2, đất thổ 100% ONT, đất tại nông thôn, đất ở tại nông thôn nha. Mặt tiền là 34m8 nhân vô 44m7 và 45m1. Rất là vuông vức nha. Thích hợp để xây các nhà vườn hoặc là phân lô, hoặc là các anh chị làm cái kho nhỏ nhỏ. Và giá bán chính chủ là 3.3 tỷ nha tất anh chị. 3.3 tỷ mình gặp chính chủ nha. Hàng này là cực VIP, cực im nha tất anh chị. Cách Sài Gòn chỉ có 47km thôi nha, đi xe hơi. Mặt tiền thì lộ 8 tấn nha. Rất là VIP, rất là chuẩn luôn nha tất anh chị. Và các chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý, phù hợp với mình thì các chị cứ liên hệ vào số điện thoại 0828 367 167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất anh chị. Và em sẽ tư vấn cho tất anh chị những cái sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào nhu cầu của các chị luôn nha. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo cầu. Anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ liên hệ qua anh em. Em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất anh chị luôn nha. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha tất anh chị. Trước video đều có mã số hết. Các anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em, báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha tất anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký một kênh. Đăng ký toàn bộ là miễn phí nha tất anh chị. Và biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật là ưng ý. Chúc cho tất anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả anh chị.